Xin chào và đây là book review by Valor. Chúc bạn có một ngày thật hugger. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thấy và nghe tới hugger, thì việc cần làm đó là phát âm cho đúng cái đã. Lúc đầu thì mình đọc là higgy, rồi hipgy, rồi higger. Thiệt mệt, nên mình đã làm theo những hướng dẫn trong sách, search YouTube để có thể đọc chúng. Đọc đúng là hugger. Vậy tại sao ngày hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn thuật ngữ này? Sau đây là thông tin mà chắc chắn bạn không biết. Năm 2012, một báo cáo về chỉ số hạnh phúc được ra đời bởi Liên Hợp Quốc. Báo cáo này gồm những tiêu chí như là GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống và nhận thức về tham nhũng. Với những chỉ số này, bạn có thể nhận thấy rằng nhiều tiền chưa chắc mang lại hạnh phúc. Điển hình là Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một bên thì thường xuyên đối diện với khủng hoảng và phân biệt chủng tộc, nước còn lại là trung tâm hóa màu với rất nhiều hàng hóa kém chất lượng nổi tiếng toàn thế giới. Đan Mạch có 3 năm đứng nhất, 1 năm đứng thứ tư và những năm còn lại đều nằm trong top 3. 50% dân số của thủ đô Copenhagen của Đan Mạch thì đi xe đạp, và Đan Mạch cũng được biết đến như là quốc gia có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất trên thế giới. Còn Việt Nam của chúng ta đang đứng ở đâu? Hãy xem bản báo cáo rồi kéo chuột thiệt là lâu, rồi bạn sẽ thấy. Nhắc tới Đan Mạch, bạn có thể nhớ tới câu chuyện cô bé bán diêm, đồ chơi Lego hoặc thậm chí là chúa tể Banner, người chi phối bóng đá của toàn thế giới. Nhưng những điều đó chẳng thể nào cho bạn câu trả lời là làm sao họ lại hạnh phúc đến như vậy, đúng không? Câu trả lời nằm trong cuốn sách này, Hugger, hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Bạn chỉ mất khoảng 2 tiếng để đọc cuốn sách này thôi, nhưng rất có thể nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi. Bạn sẽ nằm im, bạn sẽ tìm thấy được bình yên và hạnh phúc từ những điều giản dị nhất. Hugger là một từ mà không có định nghĩa được bằng tiếng Anh. Hugger có nghĩa là khoảng thời gian bình an, thư giãn, thoải mái với bạn bè và người thân. Hugger là cảm xúc thư thái và dễ chịu với những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Và vì nó là một phong cách sống nên không dễ dàng để định nghĩa, nhưng để ứng dụng được thì không quá khó. Và thực ra là bạn đã có rất nhiều lần có khoảnh khắc hugger mà bạn đã không nhận ra. Mình ví dụ nha. Khi bạn ngồi nhâm nhi một ly cà phê, đọc mấy trang sách vào sáng cuối tuần thì đó gọi là hugger. Bạn bật máy lạnh thiệt lạnh, trùm chăn, nằm nghe nhạc trong một đêm mưa tí tách thì đó gọi là hugger. Buổi ăn tối, ăn uống với ba mẹ, bạn bè, người thân và những người bạn yêu quý thì đó là hugger. Với điều kiện là bạn đừng chơi điện thoại, đừng xem TV trong lúc ăn. Và để hiểu hơn về hugger, điều cần làm rất đơn giản là bạn hãy đọc cuốn sách này đi. Cuốn sách này có những hướng dẫn cực kỳ chi tiết để giúp bạn bắt đầu làm quen với phong cách sống mang lại hạnh phúc bền vững này. Bạn sẽ được hướng dẫn cách trang trí nhà cửa nè, từ bàn làm việc tới phòng bếp, từ phòng tắm tới phòng ngủ và cả ban công nữa, để có một không khí thật là hugger. Bạn cũng sẽ được chỉ cách để mà hugger dựa theo thời tiết 4 mùa trong năm. Mùa xuân thì làm gì, mùa hạ thì làm chi, mùa thu thì thế nào để có cảm giác hugger. Chưa hết, bạn còn được hướng dẫn cách thức ứng dụng hugger để xây dựng những mối quan hệ chất lượng và sâu sắc xung quanh cuộc sống của mình. Cuối cùng, điểm cộng nữa của cuốn sách này đó là rất nhiều hình ảnh, rất nhiều màu sắc và rất nhiều công thức, từ đồ ăn tới bánh để bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, vì mình là một người review hơi khó tính, và với những tiêu chí đánh giá của mình, cuốn sách này chỉ được đánh giá ở mức khá chứ không hay. Mình chỉ cho nó 7 trên 10 điểm thôi. Mình nhắc lại, mình cho điểm cuốn sách này là khá, nhưng với phong cách sống hugger thì mình vẫn cho 10 điểm tuyệt đối. Thành thật mà nói, cuốn sách này cả cách viết và cách dịch đều không xuất sắc. Mình có search với từ khóa hugger ở Amazon thì thấy một số đầu sách khác được đánh giá vô cùng cao, như là The Cozy Life được 4,5 trên 5 sao từ 300 lượt review, hay là cuốn The Leader Book of Hugger được 4.3 trên 5 sao từ 366 lượt review. Và cuối cùng là một cuốn rất là nổi tiếng, The Year of Living Dangerously, được 4.5 trên 5 sao từ 379 lượt review. Còn cuốn sách này, Hugger, Danish Art of Living, chỉ nhận được 3.7 trên 5 sao từ 15 đánh giá, một con số khá là khiêm tốn. Nhưng dù sao thì 3.7 sao cũng không đến nỗi tệ, mình thấy là khá. Mình nghĩ đôi khi vì lý do bản quyền hoặc là chiến lược kinh doanh của các nhà xuất bản mà những cuốn sách hay hơn mình đề cập ở trên chưa được dịch ra tiếng Việt. Không sao cả, nếu như độc giả Việt Nam ủng hộ thể loại sách này, mình tin là các nhà xuất bản sẽ dịch nhiều hơn cho mà xem, điển hình là những cái tựa đề mình đã nêu ở trên. Dù sao thì cũng phải cảm ơn First New vì đã mang lại một phong cách sống mới mà mình nghĩ là vô cùng tuyệt vời dành cho người Việt nói chung và người trẻ nói riêng, để mà biết trân trọng và thường xuyên có được cảm giác hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống nhiều hơn. Ok, hết rồi, đó là phần review của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại, bye.